Chào các bạn, ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc Fortuner 2.8 nhé. Đây bản máy dầu 2 cầu 2019, phiên bản mới nhất. Phiên bản này thì đang có mức giá là 1.354.000.000. Và Fortuner đây là bản máy dầu 2 cầu, máy 2.8, bản cao cấp nhất nhé. Fortuner mới sẽ có tổng cộng 6 bản, 3 bản dầu và 3 bản xăng. Bản này sẽ không có gì thay đổi, ngoại trừ là có một cái là bản này sẽ chuyển từ nhập khẩu nguyên chiếc Indo sang bản lắp ráp Việt Nam. Đây, ở đây. Ở đây thì mình sẽ cho anh em xem. Đây, thông số kỹ thuật của xe. Xe sẽ là có khối lượng là 2000 hơn 2 tấn nhé. Đây. Xe chở được 7 người. Địa chỉ sản xuất là Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Sản xuất xứ tại Việt Nam. Đây, xuất xứ tại Việt Nam và sản xuất là 2019. Phiên bản này thì vẫn như vậy thôi, nội thất và ngoại thất. Xe vẫn trang bị là cốp điện này. Có thêm một nút này nữa, chưa nghiên cứu được nó là nút gì. Có thêm cái này. Đây là chiếc xe đầu tiên sản xuất về Việt Nam nhé. Về tổng thể thì Fortuner bản 2019 nhé, vẫn vậy. Xe vẫn có kích thước dài 4m79, gần 4m8 và cao 1m8, rất là cao, gầm 23 phân. Bản cao cấp nhất thì sẽ dùng bộ vành. Phiên bản cao cấp nhất này thì xe sẽ có bộ vành trang bị là vành là răng đúc hợp kim 18 inch nhé. Phanh đĩa 4 bánh, rất là đẹp. Xe trang bị là ABS 4 bánh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử. Con này là bản nâng cấp, là sẽ có thêm nâng cấp cân bằng điện tử. Có trang bị cửa nóc này. Phiên bản này sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu là 8,7 lít trên 100 cây. Thì kết hợp tay nắm cửa sẽ mạ chrome nhé. Ở phiên bản này thì so với bản một cầu thì bản hai cầu thì có cái nẹp chân kính mạ chrome. Gương là gương điện tích hợp xi nhan. Bản này sẽ là đèn bi led nhé. Đèn sẽ là đèn bi led, rất là đẹp. Đèn led ban ngày này, đèn gầm này. Nói chung là về thiết kế thì xe vẫn mang thiết kế như cũ. Mặt ca lăng thì dạng 3 thanh ngang, mạ chrome to, rất là đẹp. Và thiết kế thì thiết kế nội thất và ngoại thất thì phiên bản này sẽ không thay đổi mỗi là xuất xứ thôi, từ xe nhập khẩu Indonesia thành xe lắp ráp Việt Nam. Cốp điện nhé, quay đèn full led nhé, xe đèn phanh trên cao dạng led này, đèn dưới led này, trang bị là cảm biến lùi này, camera lùi, cốp là cốp mở điện nhé. Đấy. Cốp mở điện. Đây. Chung là bản này 7 chỗ nên là hàng ghế phía sau nếu mình dựng lên thì sẽ chung không gian sẽ hơi hạn chế một tí. Đây, cốp điện này. Con này là chưa có đá cốp nhé. Là cốp điện thôi. Về cơ bản thì nó vẫn là bản 2.8 máy dầu hay cầu cũ thôi. Nội thất sẽ là nội thất ghế da. Nội thất ghế da. Chưa có cửa gió ở dưới này. Nhưng mà sẽ trang bị các cửa gió điều hòa phía trên. Rồi. Chung là không thay đổi nhiều. Ghế vẫn là ghế điện, ghế chỉnh điện 10 hướng này. Ghế vẫn là ghế chỉnh điện này. Có thêm mỗi cái thay là xuất xứ thành Việt Nam thôi. Xuất xứ Việt Nam, sản xuất là 2019. Phiên bản máy dầu 2.8 là bản cao cấp nhất nên là Toyota sẽ trang bị những cái option rất là cao. Bản này ngoại trừ so với đối thủ thì sẽ có một cái điểm yếu là chưa có cái cửa sổ nóc thôi. Còn lại thì vô lăng sẽ là vô lăng ốp gỗ nhá, bọc da, tích hợp tăng giảm âm lượng này, chuyển kênh này, điều khiển giọng nói, kết nối điện thoại rảnh tay này. Ở đây có giữ ga tự động, cruise control ấy, gẩy số trên vô lăng. Đèn của xe sẽ là đèn tự động nhá. Đèn tự động này. Nhưng mà cái gạt mưa thì vẫn là gạt mưa gián đoạn thôi, chưa phải gạt mưa tự động. Xe sẽ có trang bị là đây là đồng hồ vòng tua, đồng hồ tốc độ, ở giữa là màn hình hiển thị cái thông tin về tổng quát của kỹ thuật của xe. Xe có trang bị một màn hình cảm ứng rất là to. Đây, màn hình này thì sẽ kết nối được với audio, thì ta nghe được đài FM này, nghe được Bluetooth này, nghe được nhạc trên điện thoại này. Đấy, kết nối được với điện thoại này. Đây, bản này thì vẫn chưa có dẫn đường nha, với xe Toyota vẫn chưa dẫn đường. Phiên bản này sẽ là có 7 túi khí, trang bị an toàn là 7 túi khí.
vẫn là như cũ thôi. Hai cầu này, đây các nút cài đặt hai cầu nhanh, hai cầu chậm và có hỗ trợ DAC, hỗ trợ đổ đèo nhé, hỗ trợ xuống dốc ấy. Con này hỗ trợ khởi ngang dốc, giữ ga trong 3 giây và hỗ trợ đổ đèo, đi xe nó sẽ giảm tốc, xe đi chậm lại để đảm bảo an toàn. Phiên bản này là điều hòa tự động nhé, điều hòa tự động này. Đấy, tự động điều chỉnh tốc độ của điều hòa. Đấy, tốc độ quạt gió ấy. Đấy. Nói chung là vẫn như vậy thôi. Vẫn rất là hầm hố. Bật hai cầu. Hộp số tự động nhé. Đây, bản này hộp số tự động. Sẽ có hai chế độ lái của Toyota Fortuner, đó là Eco và Power Mode. Đây là nút cân bằng điện tử này, tắt cân bằng điện tử đi. Khởi động thông minh start top này. Vẫn vậy. Chỗ này thì là chỗ để kính. Không có gì nhiều, con này vẫn chưa được nâng cấp cửa nóc, chưa có cửa trời. Đây. Tổng quan thì xe sẽ không thay đổi nhiều anh em ạ. Vậy thôi. Giá đang 1 tỷ 354. Đây là bản màu trắng ngọc trai nhé.